Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau. Và tiết học ngày hôm nay của chúng ta đó là tiết về nhạc cụ. Cô sẽ giới thiệu cho các bạn một loại nhạc cụ rất phổ biến. Đó gọi là thanh phách. Thanh phách này gồm hai miếng gỗ được gõ với nhau. Các bạn sẽ nghe cái thanh phách này rất nhiều. Buổi đêm các bạn sẽ nghe tiếng thanh phách gõ của người bán hủ tiếu răm. Còn đây là hình ảnh của thanh phách. Sau đây các bạn sẽ được nghe tiếng thanh phách và cách các bạn sẽ sử dụng thanh phách qua video sau nhé. Tiếp theo đây chúng ta có một cách gọi là vận động cơ thể, là các bạn sẽ dùng tay, đùi của mình. Tay các bạn sẽ dùng đó là tiếng vỗ tay. Vỗ đùi là các bạn dùng hai bàn tay của mình vỗ lên đùi. Cô lặp lại, vỗ tay, vỗ đùi. Các bạn cùng cô thực hành, vỗ tay, vỗ đùi, vỗ tay, vỗ đùi. Các bạn chuẩn bị, tay, tay, đùi, tay, tay, đùi. Các bạn hãy nhìn xuống hình dưới, chúng ta thấy có hình hai bàn tay vỗ hai lần và đùi một lần. Các bạn chuẩn bị lại nhé. Một, hai, tay, tay, đùi, tay, tay, đùi, tay, tay, đùi. Các bạn lặp lại cho cô ba lần nữa. Một, hai, tay, 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 đùi. Rồi, các bạn đã quen với cách vỗ này chưa? Lát nữa chúng ta sẽ dùng cách vỗ này để đệm cho một cái phần khác rất là hay nha các bạn. Hôm nay, cô sẽ giới thiệu cho các bạn hình nốt đen. Hình nốt đen này ta sẽ đọc là ta. Và nó có giá trị là một phách. Các bạn nhớ nha, hình nốt đen ta đọc là ta. Và sẽ có giá trị là một phách. Phách này tức là phách vỗ tay hay là chúng ta dùng cái thanh phách để vỗ. Các bạn nhé. Tiếp theo, đó là dấu lặng đen. Dấu lặng đen này chúng ta dùng để nghỉ. Cho nên chúng ta sẽ đọc phát âm đó là khi đọc nhạc. Và nó cũng có giá trị là một phách. Hình nốt đen ta gọi là ta. Dấu lặng đen, các bạn ngậm miệng mình lại phát âm, giống như một cái tiếng âm vang thôi, đừng ngừng lại. Các bạn nhớ kỹ nha, hình nốt đen, ta, dấu lặng đen, Rồi, bây giờ, các bạn nhìn hình tiết tấu, chúng ta gồm có 3 nốt đen và một dấu lặng. Nốt đen khi đọc nhạc, tiết tấu, chúng ta sẽ đọc là ta. Còn dấu lặng thì chúng ta sẽ nghỉ thôi. Bây giờ các bạn cùng cô đọc nhé. Một, hai, ta, 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 Rồi, bây giờ chúng ta vừa đọc vừa vỗ tay, mỗi cái một phát nhé. Một, hai, ta, 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 Tiếp theo, các bạn sẽ vừa vỗ đệm theo kiểu vận động cơ thể và chúng ta đọc tiết tấu nhé. Chúng ta có ba ta, thì hai ta đầu chúng ta vỗ tay và ta thứ ba chúng ta sẽ vỗ đùi, chúng ta sẽ không vỗ. Các bạn chú ý, cô làm mẫu nè. Ta, 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 ta,
ta ầm ta 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 ầm ta 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 ầm ta 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 ầm. Bây giờ các bạn cùng lặp lại theo cô nhé. 1 2 ta 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 ầm ta 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 ầm ta 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 ầm. Các bạn lặp lại lần nữa nhé. Chuẩn bị. 1 2 ta 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 ầm ta 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 ầm ta 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 ầm. Đây là tiết tấu vỗ đệm cho bài hát Cái trống trường em đó các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau dùng cách đệm vỗ cơ thể này để đệm cho bài hát Tiếng trống trường em nhé. Các bạn hãy quan sát hình và chữ. Chúng ta chú ý, cô sẽ thử hai câu đầu cho các bạn nha. Có cái trống trường, cái trống trường em. Các bạn nhớ hai tiếng vỗ, đầu tiên là vỗ tay và cuối cùng là vỗ đùi, thì vỗ đùi sẽ rơi vào cái tiếng hát mình nghĩ. Các bạn chú ý lại. Có cái trống trường, cái trống trường em. Rồi, bây giờ các bạn cùng cô thực hiện nhé. Chúng ta bắt đầu nào. 1 2 có cái trong trường, cái trong trường em, tròn như quả đất, tiếng trống rền vang giúp em tới lớp. Có cái trong trường, cái trong trường em, hình như muốn nói tiếng trống rền vang giúp em đến trường. Bây giờ các bạn lặp lại nhé. Chuẩn bị. 1 2 có cái trong trường, cái trong trường em, tròn như quả đất, tiếng trống rền vang giúp em tới lớp. Có cái trong trường, cái trong trường em, hình như muốn nói tiếng trống rền vang giúp em đến trường. Trong phần nhạc đệm của bài hát ở tư liệu, các bạn đã nghe được tiếng trống vỗ rất đều trong bài hát. Bây giờ các bạn hát lại, sau đó chúng ta sẽ cùng nghe nhạc và hát đệm theo tiếng trống đó nhé. Bây giờ các bạn lặp lại một lần nữa nào. 1 2 có cái trống trường, cái trống trường em, tròn như quả đất, tiếng trống rền vang giúp em tới lớp. Có cái trong trường, cái trong trường em, hình như muốn nói tiếng trống rền vang giúp em đến trường. Bây giờ cô cùng các bạn sẽ hát và vỗ đệm bài Tiếng trống trường em theo nhạc nhé. Các bạn chú ý tiết tấu của tiếng trống trong nhạc luôn. Chúng ta vỗ tay. Tay, tay, đùi. 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 Có cái trống trường, cái trống trường em, trông như quả đất, tiếng trống rền vang giúp em bên lớp. Có cái trống trường, cái trống trường em, hình như muốn nói tiếng trống rền vang giúp em đến trường. Tay tay đùi, tay tay đùi. Có cái trong trường, cái trong trường em, tròn như quả đất, tiếng trống rền vang giúp em đến lớp. Có cái trong trường, cái trong trường em, hình như muốn nói tiếng trống rền vang giúp em đến trường.
Các bạn ơi, các bạn có thể mời bố mẹ của mình hát cùng với mình bài Cái trống trường em, vỗ đệm, tay, tay, đùi như vậy luôn nhé. Các bạn hát đoạn 1 và cả gia đình chúng ta sẽ hát đoạn 2. Được không các bạn? Đoạn 1 các bạn sẽ hát solo một mình ha, rồi gọi là chúng ta hát đơn ca. Đoạn 2 mời cả gia đình hát đồng ca với các bạn. Vừa hát vừa vỗ đệm tay, tay, đùi nhé các bạn. Đó, tiếng gà gáy báo hiệu đó. Tiết học hôm nay của chúng ta tới đây kết thúc. Cô xin chào tạm biệt các bạn.